Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Cách đây vài ngày em có ra một cái video gửi đến mấy anh chị biết chơi mai và những anh chị mà mới tập chơi về một cái công thức của NBK. Công thức nào là bón cho cây mai mới thật sự là mập cành mập cốt. Thì hôm nay em tiếp tục ra cái video này gửi đến mấy anh chị mới tập chơi và những anh chị mà biết chăm sóc mà chút đỉnh rồi thì có thể xem qua video này rồi có thể suy nghĩ và thấy em chia sẻ có đúng thì mấy anh chị có thương em. Hãy nhớ cho em một like. Anh chị nào mà chưa đăng ký đó, hãy đăng ký ủng hộ giùm cho em mấy anh chị. Thì em còn biết được rất nhiều thứ nhưng mà thời lượng của video thì nó có hạn. Từ từ em ra từng cái video một, chia sẻ thật lòng thật tâm nhằm gửi đến cho mấy anh chị mới tập cho mai xem. Thì trong video này em tiếp tục chia sẻ đến mấy anh chị là bón phân gì cho cây mai mới thật sự là lá nó dày, ít thưa nách lá, lá dày mà mọc cành mọc cốt luôn. Thì cái khâu này rất là nhiều anh chị ai cũng muốn cho cây mai mình lá nó dày, nó to, nó đẹp mà nó bóng nữa, ít thưa nách lá nữa, thì anh chị nào cũng muốn hết. Thì hôm nay em chia sẻ đến mấy anh chị là bón phân gì mới thật sự là lá nó dày nhằm gửi đến cho mấy anh chị xem nha. Thì phân mà bón cho cây mai mập cành mập cốt lá dày ít thưa nách lá mà em định chia sẻ trong video này đó chính là phân DB mấy anh chị. Phân DB là một loại phân mà bón cho cây mai mình lá nó dày, nó to, ít thưa nách lá và nó cũng mập cành mập cốt luôn. Đó là một loại phân chuẩn nhất, chính xác nhất. Thì trong video này em sẽ phân tích tại sao mà mình bón phân DB, rồi phân DB nó có cái hàm lượng như thế nào, rồi phân DB mình bón được cho cây mai của mình trong cái giai đoạn nào là phù hợp nhất. Thì trong video này em chia sẻ đến mấy anh chị cố gắng coi hết video giùm em nha. Thì phân DB nó có cái hàm lượng là 18 đạm 46 lăng, nhưng mà bây giờ ở thị trường á, người ta cũng có chế ra là phân DB nó có hàm lượng là thấp hơn đó mấy anh chị. Nhưng mà mấy anh chị muốn mua phân DB để bón cho mai mình chuẩn nhất á, chính là phân DB truyền thống. Phân DB truyền thống thì nó có 18 đạm 46 lăng giống như em nói mới nãy, đó là phân chuẩn nhất mà người ta sử dụng cho cây mai nhiều nhất nha mấy anh chị. Phân DB mình bón được cho từng giai đoạn của cây. Có nghĩa là tùy theo sở thích của mấy anh chị. Nếu như mấy anh chị muốn cho cây mai của mình ít thưa nách lá, lá dày, to, đẹp và bóng là mấy anh chị bón DB vẫn được, là bón được cho từng giai đoạn của cây. Có nghĩa là cây mai con của mình á, mình bón, mình tưới vẫn được nha mấy anh chị, vẫn ngon lành nha mấy anh chị. Và hầu như những người trồng mai con người ta thường hay sử dụng phân DB nó cũng khá là nhiều. Ví dụ như mình muốn tưới cho cây mai con á, đối với DB hoặc là NPK, mình muốn tưới cho cây mai con á, thì mình phải coi cái giai đoạn của cây. Ví dụ như là cây mai con mà mình mới trồng nó lên được chút chút rồi á, thì mình pha loãng lại một chút, rồi mình chăm sóc 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó, cây mai của mình nó lớn lên chút chút rồi á, thì mình tăng liều lên một chút. Và NPK cũng vậy. Thì em nói tóm lại, phân DB mình bón được cho từng giai đoạn của cây. Cây mai nhỏ thì mình bón liều lượng nhẹ một chút ha, rồi cây mai lớn mấy anh chị có thể là tăng liều lên một chút. Thì em nói như vậy mấy anh chị cũng đã hiểu rồi. Còn đối với những cây mai thuần chậu tàn nhiều, cây mai bonsai hoặc là cây mai giáng tàn tự nhiên gì đó, mấy anh chị hỏi em là đầu năm bón phân DB được không, thì em xin thưa với mấy anh chị giống như em nói mới nãy là mình bón được cho từng giai đoạn của cây, tùy theo nhu cầu sở thích của mấy anh chị. Nếu như mấy anh chị mà muốn cho cái lá mai nó dày, ít thưa nách lá, mập cành mập cốt, thì mấy anh chị bón phân DB cho cây mai đầu năm được nha. Ví dụ như là vườn mai của em á, thì đầu năm em bón 2 cử phân DB rồi. Và cách đây cũng mấy ngày em có giao video chia sẻ mấy anh chị là bón cho nó 1 cử NPK sau khi mình chỉnh sửa, thì cũng có 1 2 bạn vào bình luận nói là cây mai đầu năm bón không được DB, có nghĩa là phân DB bón cho cây mai đầu năm không được đó mấy anh chị. Chỉ bón được phân NPK đạm cao.
Khi em đọc bình luận rồi em ngồi em suy nghĩ về bạn này á, là em đoán là bạn này tay nghề giỏi lắm mà nghe. Siêu ngăn rồi đó, giỏi lắm đó. Em xin nhắc lại dành cho mấy anh chị mới tập chơi. Tùy theo sở thích bón phân của các anh chị và phân DP này giống như nãy em nói, bón được cho từng giai đoạn của cây. Ví dụ như cây mai đầu năm của mình, khi mình chăm sóc cho bộ tàn nó mạnh trong cái giai đoạn đầu rồi, 1-2 tháng đầu rồi, thì khi mà nó ra được 2-3 cây đọt, mấy anh chị bón phân DP cho em ha. Thì đối với cây mai vàng của mình, giữa phân DP và NPK, giữa phân DP và NPK, mấy anh chị thay phiên với nhau tùy theo sở thích của mấy anh chị. Ví dụ mấy anh chị muốn cho cây mai mình đi tàn nữa thì mấy anh chị bón phân NPK có hàm lượng đạm cao một chút. Rồi mấy anh chị muốn cho cái cây mai của mình nó mập cành, mập gốc, cứng cáp lên chút thì mấy anh chị bón phân NPK có hàm lượng kali ha. Có hàm lượng kali vô để cho cây mai mình nó cứng cáp. Thì cái công thức mà mập cành, mập cốt mà nó cứng luôn á, thì công thức này em đã giao video rồi, cho nên trong video này em không nói lại. Còn phân DP á, là mình bón được cho cây mai nó cũng mập cành mập cốt, nhưng mà nó mập bịu mấy anh chị, nó mập không cứng. Chủ yếu của phân DP á, là nó giúp cho lá mai của mình nó to, nó dày, nó bóng ha, ít đi đọt. Thì mấy anh chị muốn cho cây mai mình ít đi đọt mà lá dày lá bóng thì mấy anh chị bón phân DP cho em ha. Cũng như mới nãy em nói là mình muốn cho cây mai mình đi tàn nữa, mình muốn cho cây mai mình phóng đọt nữa cho tàn xum xuê đó. Mới nãy em nói là bón phân NPK có hàm lượng đạm cao, đó là đúng rồi. Vậy thì em không bón NPK mà em bón DP, mình bón DP vào cây mai mình đi tàn nữa không anh chị? Đi đi rất là ngon luôn, nó đi ngon luôn. Ví dụ như vườn mai của em từ hôm Tết tới giờ, mấy anh chị nào thường hay theo dõi rồi thì mấy anh chị cũng đã biết hai cử phân em bón cho vườn mai của em là hai cử phân gì, hai cử phân DP mấy anh chị. Và vừa rồi em có ra một cái video chia sẻ đến mấy anh chị là bón NPK có hàm lượng đạm cao sau khi mình chỉnh sửa. Tại vì mình chỉnh sửa rồi mình bón NPK có đạm cao để cho nó mau đâm chồi để nhánh mấy anh chị. Vì vậy phân DP bón được cho từng giai đoạn của cây nha, tùy theo sở thích của mấy anh chị. Chứ không phải nói là đầu năm bón NPK đạm cao đâu nha. Nào ví dụ như cây mai ghép cúc thọ hương này của em nè. Đó, ghép cúc thọ hương nè. Đó, rồi mấy anh chị nào lúc trước thường hay coi video của em á, thì thấy hai cây mai ghép cúc thọ hương em để em đó đó, thì hai cây mai đó em bán rồi. Thì mấy anh chị thấy cái bộ lá nó, thì bây giờ em sẽ cho mấy anh chị coi cái bộ lá của cái cây mai cúc thọ hương. Thì cái đặc tính của con thọ hương á, là nó phát triển rất là mạnh, nó phóng đọt rất là thưa, mình phải bấm chặn đọt thường xuyên cây mai mình nó mới nhặt lá được. Rồi cái thứ hai nữa, cái đặc tính của con thọ hương này ấy, mình nên bón phân DP là chủ yếu, lâu lâu mình mới bổ sung NPK cho nó có hàm lượng kali để nó đủ chắc. Tại vì phân DP nó không có cái hàm lượng của kali trong đó, nó gồm có 18 đạm 46 lăng. Bởi vậy đối với cây mai cúc thọ hương này á, là mình chủ yếu là tưới phân DP là nhiều, nhưng mà lâu lâu mình phải bón cho nó có NPK, nó có hàm lượng kali á, để cho cây mai mình nó đủ chắc. Thì bây giờ á, ví dụ như là cây mai này của em á, thì đầu năm em đã tưới cho nó hai cử phân DP rồi đó, hai cử phân DP rồi. Còn cái đợt mà em tưới NPK có đạm cao sau khi mình chỉnh sửa á, là em tưới cho những cây mà những cây tàn như thế này nè. Mình biết được cái đặc tính của nó rồi, nếu như mình tưới NPK đạm cao á thì nó sẽ phóng đọt nữa mấy anh chị. Vì vậy mấy anh chị thấy cái bộ lá của cây mai cúc thọ hương này của em á, nè đây cây nữa nè, mấy anh chị thấy cái lá nó to không đó, lá nó to không đó, nó ngon lành không. Cái lá mai của con cúc thọ hương này á, nó dài nó nhỏ mà nó phóng đọt mạnh. Nhưng mà mấy anh chị thấy cái cúc thọ hương, hai cây cúc thọ hương này của em á, là nó ít đi đọt nè, thấy không? Nó ít đi đọt mà cái lá nó rất là to. Tại vì mình tưới cho nó hai cử phân DP rồi mấy anh chị. Đó. Vì vậy nó cũng tùy theo cái đặc tính của cái cây mai đó nữa, mình cũng phải biết cái cây mai đó là cái giống gì nữa. Ví dụ như thọ hương á thì phân mà phù hợp mình tưới cho nó thường xuyên á là phân DP. Nhưng mà lâu lâu mình cũng phải bổ sung NPK vô cho nó để cho nó có hàm lượng kali á, cho nó đủ chắc. Vì vậy phân DP đối với những người trồng mai ấy, người ta sử dụng rất là nhiều mấy anh chị.
thì giữa phân DB và NBK người ta có thể thay phiên với nhau, giống như em nói mới nãy, thay phiên với nhau để cho cây mai mình đủ chắc. Tại vì trong phân DB nó không có hàm lượng của kali, bởi vậy người ta mới thay phiên để cho cái cây mai mình đủ chắc, cho cây mai mình cứng cáp mấy anh chị. Còn nếu như bón phân DB hoài á, hoài trong một năm luôn á, thì cây mai mình nó vẫn ngon nhưng mà nó biểu nhìn nó không được cứng hay mấy anh chị. Rồi khi cây mai mình nó đã tới cái giai đoạn tạo nụ rồi, lúc đó mình bón DB hoặc là NBK, nó tùy theo tình huống, tùy theo thời tiết nữa. Đã rồi thì em nói như vậy mấy anh chị cũng đã hiểu rồi. Mấy anh chị có thương em hãy nhớ cho em một like. Anh chị nào mà chưa đăng ký hãy đăng ký ủng hộ giùm cho em mấy anh chị. Và cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công nha. Và em xin chào chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại giờ em đang quay video, trời cũng nắng chói.